tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản trong tháng đầu năm 2022. Theo báo cáo mới nhất của bất động sản.com.vn, trong tháng 1, tháng cận Tết Nguyên đán, thị trường bất động sản Việt Nam đã ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý. Trong đó, có không ít tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô, chính sách, quy hoạch và đầu tư. 1. Hàng nghìn doanh nghiệp đổ bộ thị trường. Trong tháng đầu năm, số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới đã tăng 61,2% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 967 doanh nghiệp. Doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động là 610, tăng 304%. Vina dự báo GDP Việt Nam có thể tăng trưởng vượt 7,5% trong năm 2022. Trong đó, tăng trưởng của các hoạt động xây dựng sẽ tăng 8% trong năm 2022, dựa vào việc đẩy mạnh các khoản chi bù đắp cho cơ sở hạ tầng và dự tính các quy định đối với mảng phát triển bất động sản sẽ được nới lỏng. Ngành du lịch vốn đóng góp 8% tăng trưởng GDP. 2020 cũng sẽ có nhiều triển vọng khi nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người tiêu dùng Mỹ và các quốc gia phát triển đang tăng đột biến. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến ngày 23 tháng 1, nước ta đã đón được trên 8.500 khách du lịch quốc tế đến 3 địa phương Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa và Quảng Nam theo chương trình thí điểm giai đoạn 1. Trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 đã có gần 11.000 chuyến bay cất và hạ cánh tại các sân bay trên toàn quốc. Ước tính cả nước đã đón và phục vụ trên 6 triệu lượt khách du lịch nội địa và gần 500 khách quốc tế đã đến Việt Nam theo chương trình hộ chiếu vaccine. Không chỉ trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng GDP, sự phục hồi của ngành du lịch sẽ giúp bất động sản nghỉ dưỡng vốn ngủ đông do COVID-19 có cơ hội trỗi dậy. Tính đến ngày 20 tháng 1, tổng vốn đầu tư nước ngoài, FDI, đăng ký vào Việt Nam đạt 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 472 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 22,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Một số dự án đầu tư lớn trong tháng 1 có thể kể đến như dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại Nghệ An điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 260 triệu đô la Mỹ. Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Phú Thọ điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 163 triệu đô la Mỹ và dự án thương mại và dịch vụ GE Việt Nam tại Bắc Ninh điều chỉnh tăng vốn thêm 216 triệu đô la Mỹ. 2. Loạt chính sách có hiệu lực. Từ tháng 1, hai chính sách hỗ trợ người mua nhà, xây nhà mới đã có hiệu lực. Thứ nhất là thông tư số 20 trên 2021 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Theo đó, khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo Sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa là 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo. Khách hàng được vay vốn để xây mới, cải tạo và sửa chữa nhà ở theo thời hạn đã thỏa thuận với ngân hàng nhưng không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Tiếp theo là quyết định 1956 ban hành ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ các khoản vay hỗ trợ nhà là 4,8% trên năm. Mức lãi suất này vẫn được giữ ổn định như năm 2021 nhưng giảm 0,2% so với năm 2019 và năm 2020. 3. Tin vui từ các dự án giao thông trọng điểm. Đầu tháng 1 Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 đến 2025 với sơ bộ tổng mức đầu tư là 146.990 tỷ đồng. Theo nội dung nghị quyết về chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, địa điểm thực hiện dự án là từ bãi Vọt, Hà Tĩnh đến Cam lộ, Quảng Trị, từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, Khánh Hòa và từ Cần Thơ đến Cà Mau trong giai đoạn 2021 đến 2025 dự kiến đầu tư 729 km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 5.481 ha, giải phóng mặt bằng tất cả các dự án thành phần theo quy mô 6 làn xe, các dự án thành phần trên đoạn Cần Thơ, Cà Mau theo quy mô 4 làn xe. Sai đoạn 2021 đến 2025 bố trí khoảng 119.666 tỷ đồng chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2026 đến 2030 khoảng 27.324 tỷ đồng. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021 và cơ bản hoàn thành vào năm 2025.